Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Để tiếp nối series Đọc sách cùng AZFIN, hôm nay AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị các nội dung tiếp theo trong cuốn sách Hòn Tuyết Lăn, cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha, Warren Buffett. Phần 5, Ông vua của phố Wall. Chương 48, Hậu quả của việc mút tay. Chương 48 diễn ra vào năm 1991 khi Warren Buffett đang trong kỳ nghỉ tại Nevada. Giữa khung cảnh thư giãn, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Salomon Brothers, một công ty tài chính lớn đang gặp khủng hoảng. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa Buffett và Salomon Brothers và mở đầu cho một cuộc chiến dài hơi để giải quyết các hậu quả pháp lý và đạo đức. Sự cố tại Salomon Brothers. Salomon Brothers đang vướng vào một vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến việc thao túng đấu thầu trái phiếu. Các nhà điều hành của công ty đã vi phạm quy định dẫn đến một cuộc điều tra từ phía cơ quan quản lý. Buffett được gọi tới để hỗ trợ xử lý khủng hoảng và phải đối mặt với tình huống đầy thách thức khi danh tiếng của công ty và niềm tin của cổ đông bị đe dọa. Vai trò của Buffett trong việc giải cứu Salomon. Với danh tiếng là một nhà đầu tư đáng tin cậy, Buffett đã được giao nhiệm vụ kiểm soát tình hình, trấn an các cổ đông và công chúng. Ông đóng vai trò như một người cứu tinh của Salomon Brothers, áp dụng các biện pháp minh bạch và trung thực để khôi phục lại lòng tin. Buffett nhấn mạnh việc cải cách quản trị nội bộ và thiết lập các biện pháp phòng ngừa để tránh tái diễn sai lầm. Thái độ quyết liệt của Buffett trước những sai lầm. Buffett không ngần ngại chỉ trích và xử lý nghiêm khắc các cá nhân chịu trách nhiệm, bao gồm cả những người có vị trí cao trong công ty. Ông xem việc mút tay tượng trưng cho sự chần chừ và do dự trong việc hành động khi cần thiết là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai lầm của Salomon Brothers. Buffett khuyến khích việc hành động nhanh chóng, đúng đắn để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Bài học về đạo đức và trách nhiệm. Qua sự cố này, Buffett nhận ra tầm quan trọng của đạo đức và trách nhiệm trong kinh doanh. Ông nhấn mạnh rằng lợi nhuận không nên là mục tiêu duy nhất và các công ty cần phải có trách nhiệm với cộng đồng, cổ đông và hệ thống tài chính nói chung. Đây là một trong những bài học mà Buffett muốn truyền tải đến những nhà lãnh đạo trẻ và cộng đồng đầu tư. Chương 48 kết thúc với việc Buffett nhấn mạnh sự cần thiết của sự trung thực và trách nhiệm trong quản lý doanh nghiệp. Cuộc khủng hoảng tại Salomon Brothers trở thành một bài học quan trọng trong sự nghiệp của Buffett, nhấn mạnh rằng đôi khi những tình huống khó khăn nhất lại là cơ hội để một nhà lãnh đạo thực sự tỏa sáng. Ông đã sử dụng sự cố này để chứng minh rằng một công ty có thể vượt qua khủng hoảng nếu có những quyết định đúng đắn và minh bạch. Chương 49, khi thần thánh nổi giận. Chương 49 của cuốn sách là một phần đầy kịch tính, khắc họa cuộc khủng hoảng mà Salomon Brothers, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất lúc bấy giờ, phải đối mặt. Warren Buffett trong vai trò người lãnh đạo được miêu tả là đứng giữa cơn bão tài chính với những nỗ lực tuyệt vọng để kiểm soát tình hình. Chương này không chỉ kể lại sự kiện mà còn mang lại góc nhìn sâu sắc về cảm xúc, áp lực và cách xử lý khủng hoảng của Warren Buffett. Khủng hoảng niềm tin. Vấn đề nghiêm trọng của Salomon Brothers. Tập đoàn rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin lớn khi khách hàng và các đối tác bắt đầu rút lui. Những tổ chức lớn như hệ thống hưu bổng công chức California và Ngân hàng Thế giới không còn tin tưởng vào khả năng tồn tại của công ty. Đây là một đòn giáng mạnh vào sự ổn định tài chính và danh tiếng của Salomon. Tác động lan truyền. Sự mất mát niềm tin của các khách hàng lớn kéo theo một loạt các hành động tương tự từ những đối tác khác. Điều này tạo ra hiệu ứng domino, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn từng ngày. Niềm tin là một tài sản vô hình nhưng cực kỳ quan trọng trong ngành tài chính. Khi Salomon không thể giữ được lòng tin từ các đối tác lớn, điều này tạo ra một áp lực to lớn lên tất cả các hoạt động của công ty. Buffett đã sớm nhận ra rằng việc lấy lại niềm tin là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và ông không có đủ thời gian để thực hiện điều đó. Cảm giác bất lực của Warren Buffett. Một chuyến tàu mất kiểm soát. Buffett miêu tả tình hình của Salomon như việc ông đang đứng trên một chuyến tàu lao đi không phanh. Các vấn đề tài chính và những khoản nợ khổng lồ, hàng trăm tỷ đô sắp đáo hạn, khiến ông cảm thấy kiệt sức và bất lực. Ông trăn trở mỗi đêm, nhận thức rõ rằng nếu Salomon không thể xoay chuyển tình thế, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Tầm nhìn dài hạn bị thách thức. Với Buffett, một người luôn tự hào về khả năng dự đoán và chuẩn bị, tình trạng của Salomon trở thành một bài toán vượt ngoài tầm kiểm soát. Điều này cũng làm lung lay niềm tin của chính ông vào chiến lược đầu tư và lãnh đạo của mình. Cảm giác bất lực của Buffett là điểm nhấn nhân văn trong chương này. Nó cho thấy ngay cả những nhà lãnh đạo tài ba nhất cũng có giới hạn. Cách ông đối diện với áp lực, nhận thức rõ sự nhỏ bé của mình trước khủng hoảng, mang lại bài học quý giá về sự khiêm tốn và tình người trong quản trị khủng hoảng. Dấu hiệu thần thánh nổi giận. Sự kiện kỳ lạ tại tầng 47. Trong một bữa ăn quan trọng với thượng nghị sĩ Daniel Patrick Moynihan, bỗng dưng một trận mưa lớn tràn qua cửa sổ bị dò tại trụ sở Salomon. Buffett đùa rằng đây là dấu hiệu cho thấy thần thánh đang nổi giận với công ty. Tính biểu tượng của sự kiện, hình ảnh thần thánh nổi giận không chỉ là lời nói đùa mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc
về cảm giác bất an và sự suy yếu của tập đoàn. Cơn mưa mang tính hình tượng như một lời cảnh báo rằng sức mạnh và sự thống trị của Salomon đang lung lay. Hình ảnh này không chỉ làm nổi bật sự căng thẳng trong chương mà còn tạo ra một không gian cảm xúc mạnh mẽ. Nó minh họa cách mà các sự kiện tưởng chừng ngẫu nhiên có thể trở thành biểu tượng cho những vấn đề lớn hơn đang âm ỉ trong nội bộ của công ty. Nỗ lực cứu vãn tình thế, hành động quyết liệt. Các nhân viên Salomon gấp rút mua lại 700 triệu đô la trái phiếu do chính công ty phát hành nhằm cố gắng ngăn chặn dòng bán tháo. Tuy nhiên, áp lực từ thị trường quá lớn khiến công ty buộc phải tạm ngừng giao dịch. Bảng cân đối tài chính thu hẹp. Tình hình tài chính của Salomon nhanh chóng rơi vào khủng hoảng với giá trị bảng cân đối kế toán giảm hơn 1 tỷ đô la mỗi ngày. Đây là tốc độ sụt giảm kinh khủng đối với bất kỳ tập đoàn tài chính nào, báo hiệu một kết cục không thể tránh khỏi nếu không có sự can thiệp. Nỗ lực của đội ngũ nhân viên cho thấy sự quyết tâm và cam kết của họ đối với công ty, nhưng cũng phản ánh sự tuyệt vọng trong hoàn cảnh gần như không còn lối thoát. Đây là một bài học về việc khi các yếu tố nền tảng bị phá vỡ, ngay cả những hành động tích cực nhất cũng khó lòng cứu vãn được tình hình. Chương 49 không chỉ là câu chuyện về cuộc khủng hoảng tài chính, mà còn là bức tranh sống động về sự thử thách mà Buffett và Salomon Brothers phải đối mặt. Chương này giúp người đọc hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của niềm tin trong kinh doanh tài chính. Một khi niềm tin bị phá vỡ, mọi nỗ lực sửa chữa sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Khía cạnh con người trong lãnh đạo, ngay cả những nhà lãnh đạo kiên cường như Buffett cũng có lúc phải đối diện với cảm giác bất lực, một minh chứng cho sự khiêm nhường và nhận thức về giới hạn của bản thân. Hậu quả của sự tự mãn. Thành công trong quá khứ không phải là đảm bảo cho tương lai, và việc duy trì danh tiếng đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng. Kết thúc chương, độc giả bị cuốn hút bởi cảm giác khẩn cấp và căng thẳng, đồng thời cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc với những thách thức mà Buffett phải đối mặt trong vai trò lãnh đạo. Chương 50, cuộc xổ số lựa chọn cha mẹ. Chương 50 khám phá một ý tưởng sâu sắc của Warren Buffett, cuộc xổ số lựa chọn cha mẹ, được ông sử dụng để giải thích quan điểm về sự bất bình đẳng, sự may mắn trong cuộc sống và trách nhiệm của những người thành công trong việc cải thiện xã hội. Ý nghĩa về cuộc xổ số lựa chọn cha mẹ. Định nghĩa của Buffett, ý tưởng này nhấn mạnh rằng mỗi người đều sinh ra với những may mắn và bất lợi được định sẵn bởi cuộc xổ số, nơi bạn không thể chọn quốc gia, gia đình hay hoàn cảnh kinh tế mà mình ra đời. Ví dụ cụ thể, Buffett hình dung hai đứa trẻ song sinh, một được sinh ra tại Mỹ, nơi cơ hội thịnh vượng lớn hơn, và một tại Bangladesh, nơi các điều kiện sống hạn chế. Ông đặt câu hỏi, liệu ai sẽ muốn cược rằng mình sinh ra ở nơi ít cơ hội hơn? Ý tưởng này làm nổi bật vai trò của hoàn cảnh xã hội và địa lý trong việc quyết định số phận cá nhân. Buffett tin rằng sự thành công của ông một phần lớn là nhờ vào việc ông được sinh ra tại Mỹ vào thời điểm kinh tế phát triển mạnh và không hoàn toàn nhờ vào khả năng cá nhân. Tầm ảnh hưởng của ý tưởng lên tư duy chính trị và từ thiện của Buffett. Quan điểm về bất bình đẳng. Buffett nhận ra rằng sự khác biệt về xuất phát điểm giữa các cá nhân là yếu tố quan trọng gây ra bất bình đẳng. Ông luôn nhớ đến những cảnh nghèo khó, bất công mà ông đã từng chứng kiến từ thời trẻ. Hành động cụ thể, Buffett hỗ trợ các tổ chức từ thiện và các phong trào như thịnh vượng có trách nhiệm để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nhấn mạnh vào việc tạo ra cơ hội cho những người kém may mắn. Buffett không chỉ là một nhà đầu tư mà còn là người theo đuổi lý tưởng dân chủ và bình đẳng. Các quan sát từ thời kỳ bất ổn xã hội đã thúc đẩy ông theo đuổi các sáng kiến mang tính cải cách, đặc biệt trong việc phân phối lại tài nguyên. Thông điệp triết lý sâu sắc, kết nối với triết học. Buffett nhắc đến khái niệm tương tự từ tác phẩm A Theory of Justice của John Rawls, nhấn mạnh rằng may mắn đóng vai trò không nhỏ trong thành công của mỗi người. Điều này đối lập với quan điểm cho rằng mọi thứ chỉ dựa trên nỗ lực cá nhân. Tư duy của Buffett, ông bác bỏ ý tưởng rằng những người giàu có chỉ nhờ làm việc chăm chỉ. Thay vào đó, ông khuyến khích các cá nhân thành công đóng góp trở lại để giảm bớt bất công. Ý tưởng này không chỉ là triết lý cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cách Warren Buffett định hình các quyết định đầu tư và từ thiện. Ông tin rằng thịnh vượng cá nhân phải đi kèm với trách nhiệm đối với cộng đồng, tầm nhìn về một thế giới công bằng hơn. Tạo dựng cơ hội. Buffett mơ về một thế giới nơi tất cả mọi người đều có quyền tự do theo đuổi giấc mơ, nhưng với điều kiện xã hội cần hỗ trợ những người kém may mắn. Thông điệp truyền cảm hứng, ông kêu gọi sự hỗ trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ để xây dựng một hệ thống công bằng hơn. Những người thành công nhờ may mắn cần nhớ trách nhiệm của mình đối với xã hội. Chương 50 không chỉ là bài học triết lý mà còn mang lại cảm hứng hành động. Buffett nhấn mạnh rằng dù cuộc sống là một trò chơi may rủi, những người thắng cuộc có nghĩa vụ giúp đỡ những người không được may mắn như họ. Đây là tư duy quan trọng làm nền tảng cho nhiều quyết định đầu tư và từ thiện của Buffett. Chương 51, mặc xác con gấu. Chương này mở ra bối cảnh khá độc đáo, vừa mang tính phiêu lưu, vừa lồng ghép các thông điệp sâu sắc về quản trị thời gian, tính cách của Warren Buffett và triết lý lãnh đạo của ông. Mặc xác con gấu là câu nói nổi bật và cũng là trung tâm của chương, phản ánh tinh thần ưu tiên công việc của Buffett ngay cả khi ở giữa thiên nhiên hoang dã. Bối cảnh kỳ nghỉ tại Alaska.
Hành trình thiên nhiên. Buffett tham gia một kỳ nghỉ hiếm hoi cùng gia đình Gates ở vùng Alaska. Đây là một chuyến đi lý tưởng cho việc thư giãn với những khung cảnh tuyệt đẹp như gấu xám Bắc Mỹ lang thang trên bờ và cá voi lừng gù xuất hiện trên mặt nước. Tuy nhiên, đối với Buffett, chuyến đi này không hoàn toàn là một kỳ nghỉ không lo nghĩ. Sự cố ngoài dự kiến. Khi mọi người tận hưởng chuyến thám hiểm, Buffett nhận được một cuộc gọi khẩn từ John Corgin, đứng đầu Goldman Sachs, để thảo luận về một vấn đề kinh doanh nghiêm trọng. Điện thoại vệ tinh trên tàu hoạt động không hiệu quả, tín hiệu liên tục bị mất do địa hình hiểm trở của vùng Alaska. Bối cảnh này minh họa cách công việc của Buffett không bao giờ thực sự dừng lại, ngay cả khi ông rời khỏi văn phòng. Điều này phản ánh phong cách làm việc của ông, luôn trong trạng thái sẵn sàng đối mặt và giải quyết các thách thức bất kể hoàn cảnh. Mặc xác con gấu, câu nói mang tính biểu tượng. Khi một thành viên trên tàu chỉ cho Buffett thấy một con gấu xám Bắc Mỹ gần đó, một cảnh tượng hiếm thấy và thường rất thú vị với người khác, ông lập tức trả lời: "Mặc xác con gấu, hãy quay tàu trở lại nơi tôi có thể nghe thấy được điện thoại nào." Thời gian là vàng. Đối với Buffett, điều quan trọng nhất trong tình huống này không phải là chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà là xử lý vấn đề kinh doanh với John Corgin. Câu nói này, mặc dù có vẻ hóm hỉnh, đã khẳng định rõ ràng thứ tự ưu tiên trong tư duy của ông. Câu nói mặc xác con gấu không chỉ hài hước mà còn ẩn chứa một bài học quan trọng về việc đặt trọng tâm vào điều thực sự cần thiết. Buffett nhận thức rõ rằng trong kinh doanh, thời gian không bao giờ đứng về phía bạn. Thời khắc để ra quyết định đúng đắn chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn và ông không muốn để lỡ cơ hội đó. Sự kiên nhẫn và áp lực trong công việc. Tình huống căng thẳng. Trong nhiều giờ liền, Buffett không thể duy trì cuộc gọi với Corgin vì tín hiệu điện thoại không ổn định. Trong khi đó, Corgin ở New York liên tục chờ đợi, cảm nhận được áp lực của thời gian và sự bất ổn từ phía khách hàng cũng như thị trường. Thành công sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Buffett và Corgin cũng có thể thực hiện một cuộc thảo luận hoàn chỉnh. Sự kiên nhẫn của Buffett và cách ông xử lý khéo léo áp lực cho thấy năng lực vượt trội trong việc giữ bình tĩnh ngay cả khi mọi thứ dường như không theo ý mình. Phần này minh họa rằng ngay cả những tình huống không thuận lợi, khả năng giữ bình tĩnh và kiên nhẫn vẫn là yếu tố quan trọng. Buffett không chỉ biết cách chịu đựng áp lực mà còn tận dụng khoảng thời gian chờ đợi để suy nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề trước mắt. Tính cách và triết lý lãnh đạo của Buffett. Tập trung vào giá trị cốt lõi. Câu chuyện này làm nổi bật cách Buffett luôn giữ tư duy tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Ông không bị phân tâm bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài như hình ảnh con gấu hay cảnh sắc thiên nhiên, mà thay vào đó hướng toàn bộ năng lượng vào việc giải quyết công việc cốt lõi, sự pha trộn giữa hóm hỉnh và nghiêm túc. Câu nói mặc xác con gấu thể hiện tinh thần hài hước nhưng lại rất thực tế. Nó không chỉ là một phản ứng nhất thời mà còn cho thấy cách ông quản lý công việc và thời gian một cách quyết liệt. Phong cách lãnh đạo của Buffett được định hình bởi sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng ưu tiên. Ông không để bản thân bị sao lãng bởi những điều không mang lại giá trị thiết thực trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Bài học và ý nghĩa sâu sắc, ưu tiên quan trọng. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ đâu là ưu tiên trong công việc và cuộc sống. Đối với Buffett, mọi quyết định đều phải phục vụ cho mục tiêu dài hạn và tập trung vào việc mang lại giá trị. Khả năng quản trị thời gian. Buffett không chỉ biết cách làm việc hiệu quả mà còn hiểu rằng việc tập trung vào điều quan trọng nhất là chìa khóa để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Thông điệp về sự quyết đoán. Trong những thời khắc khủng hoảng, sự quyết đoán và khả năng hành động nhanh chóng có thể tạo ra một khác biệt lớn. Buffett đã chứng minh điều này qua cách ông đối phó với tình huống tại Alaska. Chương này không chỉ là một câu chuyện nhỏ mà còn phản ánh triết lý lãnh đạo lớn hơn của Buffett. Đó là việc luôn hướng tới kết quả, biết cách phân bổ thời gian và công sức vào đúng chỗ và không bị chi phối bởi những điều không liên quan đến mục tiêu chính. Chương 51 mang lại cho người đọc một cái nhìn rõ nét hơn về tính cách và phong cách lãnh đạo của Buffett. Mặc xác con gấu không chỉ là một câu nói đùa mà còn là biểu tượng cho sự tập trung, tính quyết đoán và khả năng quản trị thời gian xuất sắc của ông. Thông qua câu chuyện này, Buffett truyền tải thông điệp rằng để thành công, bạn phải biết bỏ qua những điều không quan trọng và tập trung toàn lực vào những gì thực sự cần thiết. Chương 52. Chuyện tầm thường. Chương này diễn ra trong bối cảnh từ năm 1995 đến năm 1999, tập trung vào một câu chuyện kịch tính xoay quanh Howie và Devon khi họ đối mặt với áp lực nặng nề từ cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Câu chuyện bắt đầu tại Decatur, Illinois và kết thúc ở Atlanta, phản ánh những thách thức lớn trong sự nghiệp của họ. Cuộc chạy trốn của Howie và Devon. Khởi đầu căng thẳng, Howie bước ra khỏi văn phòng ADM vào một ngày thứ sáu với nhận thức rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại. Một nhóm phóng viên đã đến cắm trại ngay bên ngoài nhà anh, khiến gia đình họ cảm thấy bị bao vây và áp lực không ngừng. Trốn thoát để tìm sự an toàn, Howie và Devon bí mật rời khỏi Decatur và sáng sớm Chủ nhật thuê một máy bay riêng để đến Chicago. Tại đây, họ được gia đình Don Koch hỗ trợ đưa họ đến Sun Valley bằng máy bay riêng với hy vọng rằng tìm thấy sự an toàn tại một hội nghị kín. Sự miêu tả chi tiết về cuộc trốn chạy tạo ra một bầu không khí nghẹt thở, minh họa cách mà áp lực công việc có thể trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi với gia đình Howie.
Tiết lộ chấn động từ Mark Wiedekree. Bí mật được phơi bày, Mark Wiedekree là một nhà quản lý tại ADM và cũng là đồng nghiệp của Howie. Thú nhận rằng anh ta đang làm việc như một điệp viên nhị trùng cho FBI. Wiedekree tiết lộ rằng FBI sẽ đến nhà Howie vào lúc 6 giờ tối thứ ba để truy vấn anh. Hành vi kỳ lạ của Wiedekree trong nhiều ngày liền, Wiedekree chỉ mặc một bộ vest polyester màu xanh lục và luôn mang theo máy điện đài. Lời thú nhận của anh ta khiến Howie hiểu rằng Wiedekree đang chịu áp lực khủng khiếp. Tiết lộ của Wiedekree là một cú sốc lớn đối với Howie, đẩy anh vào một trạng thái hỗn loạn khi phải đối mặt với nguy cơ pháp lý. Nó cũng đặt câu hỏi về lòng trung thành và động cơ của Wiedekree. Howie đối mặt với áp lực, tình trạng tinh thần suy sụp. Từ lúc nhận được lời tự thú của Wiedekree, Howie liên tục đi tới đi lui trong phòng suốt hơn 10 ngày, nỗ lực tự gỡ rối cho chính mình. Wiedekree, trong khi đó, gọi điện mỗi ngày với những câu chuyện không đầu không đuôi, chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của Howie. Howie không sa thải Wiedekree, nhưng sự lo lắng trong giọng nói của Wiedekree phản ánh mức độ áp lực mà cả hai đang chịu đựng. Với Wiedekree, gần như tan vỡ hoàn toàn. Phản ứng của Howie trước áp lực, đặc biệt là sự chần chừ trong việc đối phó với Wiedekree, cho thấy rằng ông bị mắc kẹt giữa trách nhiệm nghề nghiệp và sự sợ hãi cá nhân. Điều này làm nổi bật sự căng thẳng trong môi trường làm việc tại ADM. Những chuyện tầm thường với hậu quả lớn. Cách đặt tên chương, tựa đề chuyện tầm thường gợi ý rằng các sự kiện hàng ngày vốn có vẻ không mấy quan trọng lại có thể dẫn đến những hậu quả lớn lao nếu không được xử lý đúng cách. Thông điệp, chương này nhấn mạnh rằng những chi tiết nhỏ nhặt nếu bị bỏ qua có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh kinh doanh đầy cạnh tranh và áp lực. Tựa đề là một lời nhắc nhở rằng đôi khi những chuyện tưởng chừng không đáng kể lại có thể mang lại hậu quả to lớn, đòi hỏi sự chú ý và xử lý cẩn thận. Chương 52, mặc dù tập trung vào câu chuyện của Howie và Devon, vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với Warren Buffett thông qua bối cảnh và các giá trị ông truyền đạt. Những tình huống này phản ánh cách Warren Buffett nhìn nhận và xử lý các khủng hoảng, cũng như ảnh hưởng của ông đối với những người trong vòng ảnh hưởng của mình, bao gồm Howie, người thân thiết với Buffett trong công việc và gia đình. Mối liên hệ giữa Chương và Buffett. Nguyên tắc lãnh đạo và quản trị khủng hoảng của Buffett. Buffett luôn đề cao việc giải quyết vấn đề một cách thấu đáo và nhanh chóng, trái ngược với sự chần chừ và hỗn loạn mà Huy phải trải qua khi đối mặt với cuộc khủng hoảng tại ADM. Qua đó, chương này nhấn mạnh một cách gián tiếp rằng những nguyên tắc mà Buffett thường áp dụng có thể giúp giảm bớt những hậu quả từ chuyện tầm thường nếu được quản lý hiệu quả hơn. Tầm nhìn về trách nhiệm cá nhân. Buffett luôn nhấn mạnh vai trò của tính minh bạch và trách nhiệm cá nhân trong công việc. Việc Huy bị đặt trong tình thế khó xử bởi hành động của Mark Wiedekree cho thấy sự vắng bóng của những giá trị mà Buffett theo đuổi, sự liêm chính và quản trị dựa trên lòng tin. Bài học về chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt. Buffett thường cảnh báo rằng những vấn đề nhỏ nếu không được xử lý sẽ trở thành khủng hoảng lớn. Chương này minh họa trực tiếp ý tưởng đó với các sự kiện bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhưng dần dần leo thang thành áp lực không thể kiểm soát đối với Howie. Môi trường kinh doanh của ADM và Berkshire Hathaway. ADM, nơi Howie làm việc, là một công ty lớn trong ngành hàng hóa, một lĩnh vực mà Buffett cũng thường quan tâm và đầu tư. Sự khác biệt giữa cách Buffett điều hành Berkshire Hathaway, một tập đoàn có văn hóa quản lý khép kín và chặt chẽ, và tình trạng hỗn loạn tại ADM làm nổi bật sự hiệu quả trong chiến lược lãnh đạo của ông. Ảnh hưởng gián tiếp từ tư duy của Buffett, Howie và các nhân vật khác trong chương có thể không trực tiếp liên quan đến Buffett, nhưng tình huống này mang ý nghĩa như một đối chiếu với tư duy lãnh đạo mà Buffett đại diện. Nó giúp độc giả so sánh và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của các giá trị mà Buffett luôn duy trì. Chương 52 không đề cập trực tiếp đến Warren Buffett, nhưng qua câu chuyện của Howie và Devon, người đọc có thể suy nghĩ về các nguyên tắc lãnh đạo và bài học từ Buffett. Tình huống này trở thành một ví dụ điển hình để nhấn mạnh giá trị của sự minh bạch, trách nhiệm và cách đối mặt với khủng hoảng, những điều mà Buffett luôn coi trọng trong sự nghiệp và cuộc sống. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để AZFIN có thêm động lực và làm nhiều video giá trị khác gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích, giúp anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú với cuốn sách này, đừng ngần ngại tìm đọc để có được trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.